tham gia lên liền mặt bố lần cuối. Chúng tôi xin mời chú và chúng tôi là ông Minh Đông Anh sẽ vì ba mà làm một cái lễ cùng gần. Xin kính chào quý vị. Cơ sở văn chương làm việc là một cơ quan về văn hóa và phụ hạ tự nhiên mà chúng tôi gọi là hạ tự nhiên là chủ tịch hội đồng tư của hạ tư văn đoàn là tư văn đoàn hướng thương và cơ sở văn chương làm việc. Hôm nay chúng tôi có cổ phần và được phép tham gia cho chúng tôi được 2 tiếng đồng hồ để làm lễ mở cờ và phát văn thư hữu tiễn biệt đến hải tổ quốc. Và trước hết thay mặt cho cơ sở chúng tôi làm việc và thi văn bản đúng thôi, chúng tôi xin chân trọng gửi chia buồn với bà Hà Thị Nhân và Tam Quyến và nguyện cầu cho anh linh của Hà Thị Nhân sớm hưởng nhan thánh Chúa. Và sau đây là lễ phục cờ do lực lượng sĩ quan chủ bị thủ đức đảm nhiệm. Chúng tôi xin mời tất cả hai anh em của lực lượng sĩ quan chủ bị thủ đức chuẩn bị và anh Kim Nguyên là chủ tịch của văn thương làm việc sẽ đọc tiểu sử của Hà Trà Môn và sau đó là lễ phủ cờ. Đi sau lưng đó.